đó, em không thể thấy nó, em chỉ có thể cảm giác được nó. Nicholas Sparks. Cậu cho anh bất cứ khi nào em thấy cần. Cô, đôi khi anh lặng thầm nghe nhịp sóng vỗ, nghe con tim mình trống chỗ, nghe tiếng em nói trong hộp thư, nghe đời bảo yêu không phải là một chữ. Vì anh đã viết lá thư dài 4 trang, đã nghe con tim mình rộng ràng, trò chuyện từ tối đến